Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống đài phun nước, vệ sinh đài phun nước. Các bạn nhìn thấy trên hình ảnh là cái đài phun nước. Cái này thì sử dụng bằng một cái bơm từ phía dưới lên. Và cái này khá là bẩn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh. Càng ngày thì đời sống xã hội càng cao thì các khu chung cư, các tòa nhà cũng sẽ có những cái tiện ích đi kèm. Và một trong số đó là cái đài phun nước để tạo cái cảnh quan điểm nhấn cho cái dự án. Và dự án chúng tôi đang xử lý ở đây nó đang khá là bẩn, cái đài phun nước, do thời tiết, do cát, do thi công, rất nhiều yếu tố dẫn đến cái bụi bẩn này. Đài phun nước này thì bao gồm các cái đầu ra của phun nước. Bên cạnh đó thì sẽ có các cái đèn chiếu sáng ở phía dưới để làm tăng cái hiệu ứng cho cái khu vực này. Bên cạnh đó thì cái khu vực đài phun nước là một trong những cái khu vực rất là quan trọng, là điểm nhấn của dự án. Các bạn nhìn thấy là sau khi chúng tôi đã vệ sinh qua một lượt thì cái đài phun đã nhìn khá là đẹp hơn rồi và nhìn đỡ dơ hơn. Ở một số dự án lớn thì họ sẽ sử dụng cái thiết kế cái đài phun nước nó rộng hơn, lớn hơn. Và ngoài ra thì sẽ có thêm phần nhạc nước ở các cái dự án lớn. Còn ở đây thì chúng tôi chỉ có cái phần xử lý cái nước, hệ thống nước lên thôi. Và cái đèn chiếu sáng ở dưới lên. Và đây là cái thành quả sau khi mà nỗ lực vệ sinh xong cả cái bồn và cũng như cái thiết bị. Nhìn các bạn nhìn trên hình khá là đẹp.